Bằng cách kể chuyện ngụ ngôn, quyển sách đã dẫn dắt người đọc đến với những câu chuyện ý nghĩa trong kinh doanh. Chris Frau, người được biết đến là thuyền trưởng tài năng của Mekong Capital, mới đây đã phát hành quyển sách có tựa đề Chuyện lẩu cua. Chris Fond, tác giả chuyện lẩu cua là nhà sáng lập Mekong Capital. Ông sinh năm 1972 đến Việt Nam năm 1994 và đã có trên 21 năm kinh nghiệm về quản lý đầu tư trực tiếp, trong đó có 18 năm làm việc tại Việt Nam. Cuốn sách chuyện lấu cua hàm chứa nhiều bài học cầu nối sâu sắc về tinh thần đội nhóm cũng như cách văn hóa đội nhóm thay đổi suy nghĩ của từng cá thể bên trong để đạt được mục tiêu chung. Tôi viết chuyện lẩu cua trong thời gian giãn cách xã hội. Đây tưởng chừng chỉ như là một câu chuyện hư cấu, nhưng tất cả đều dựa trên những sự việc có thật mà tôi đã trải nghiệm. Lấy bối cảnh về những chú cua đang vùng vẫy trong nồi lẩu đang dần sôi và không thể thoát ra. Tôi chọn hình ảnh ẩn dụ là con cua bởi câu chuyện kể về quá trình tin chú cua lọc vỏ, từ bỏ cái tôi của mình và chọn những quan điểm mới quyển sách được tác giả kỳ vọng sẽ mang đến cho bạn đọc một góc nhìn tổng thể về sự phối hợp trong một tổ chức cách dung hòa các cá tính khác nhau để hình thành nên một bộ máy tổ chức vững vàng sẵn sàng đương đầu trước mọi khó khăn trong kinh doanh